Có nhiều người ta không hiểu, ta nói Phật pháp mê tín này kia. Chính bản thân những đức thấy học Phật pháp mới cứu được cuộc đời mình. Chỉ có Phật pháp chúng ta mới có điểm nương tựa thật sự, có chỗ quay về. Nếu như chúng ta mà không gặp Phật pháp, cả đời chúng ta là giống như mình lam lũ trong cái danh lợi mà không ra được cái việc. Mà cuối cùng rồi chúng ta ngã ngửa, vì có tạo ra được danh lợi đi chăng nữa, cuối cùng chúng ta được gì đâu, thật sự được gì đâu quý vị. Ví dụ như bây giờ đi, bây giờ chúng ta có tạo dựng ra một sự nghiệp lớn lao gì trong Phật pháp, nếu như cuối đời mình mà không giảng sanh gì cực lạc, thì quý vị coi cái sự nghiệp này có tạo lớn cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta có cầm theo được không? Nếu như mình không giảng sanh gì cực lạc thì đây là phước báo nhân thiên, mà đời thứ hai của mình hưởng phước chưa chắc tu, đời thứ ba mình đọa lạc. Ấn Độ nói đó, không phải chúng ta nói đâu. Tạo phước đời này quá lớn, đời thứ hai sinh ra một con người có phước báo, giàu sang, có địa vị chưa chắc tu, thì đi tạo nghiệp. Ví dụ như Tào Tháo, Đổng Trác, đa phần là những bậc đại thiền sư. Ấn Độ nghe nói thiền bậc thiền sư tu hành dữ lắm, khi tái sinh lại là những bậc có tiếng tâm trong xã hội, nhưng thông minh cực kỳ ác. Đời thứ hai của họ tạo nghiệp lớn vậy, đời thứ ba họ đi đọa lạc hết chứ, tiếp tục xây dòng trong lục đạo luân hồi, biết chừng nào có được cơ hội tu hành nữa. Nên đời này của chúng ta, dù mình có làm cái việc lớn gì trong Phật pháp, nhớ phải nắm chắc có Phật hiệu. Vì bổn nguyện Di Đà, nguyện thứ 18 là trung tâm của 48 lời nguyện, là cái quan trọng nhất là niệm Phật giảng sanh. Chỗ này là quan trọng nhất. Bây giờ chùa mình mỗi người đều có chiếc máy niệm Phật, chiếc máy nghe pháp, quý vị tự nghe đi. Nhà ăn bây giờ không bật nữa thì quý vị tự nghe đi. Tự mình mà biết dưỡng cái tâm mình niệm Phật tu hành. Nhưng Đức nói con người chúng ta bây giờ phải được nhắc suốt, nhắc suốt luôn, thì con người mới vô chùa mới gầy dựng bồ đề tâm của họ. Thử đi quý vị đi, một đạo tràng đừng nói là vài trăm người, 10 người thôi, vì chỉ cần bỏ bê họ thì họ cũng rã tác, chứ đừng có nói chi vài trăm người. Nên tại sao những Đức chạy như đầm già, mỗi người mỗi cương vị. Có những người thì mỗi ngày đeo theo cái chùa, còn mỗi người thì những Đức thì đeo theo con người, vì mỗi người mỗi vai trò quý vị. Hãy làm đúng vai trò mình cho tốt. Nên ngày nào những Đức cũng phiên những Đức niệm Phật, để lấy cái tâm phiên mình niệm Phật mà phiên người niệm Phật. Dòng do tam quốc cũng quan trọng nhất là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu không giảng sanh thì tất cả những việc bạn làm cuối cùng chỉ là phước báo nhân thiên. Hãy nắm chắc câu Phật hiệu đi. Nên những Đức nói với những người trong chùa mình nè, rồi những người nào nghe thì hữu duyên tỷ vị. Tu hành làm sao tập mình dễ tính, ăn dễ, ở dễ, ngủ nghe dễ, tập dễ đi quý vị. Tại vì trong cái cuộc đời chúng ta có những cái nó điều chỉnh mình lại, đâu phải chúng ta thịnh hoài đâu. Chúng ta lúc thịnh chúng ta ở được thịnh, lúc si chúng ta ở được si. Hãy tính trước đi, hãy tập mình lăn lóc sống cho đơn giản, để sau này hoàn cảnh nó có thay đổi mình sống với tập thể được. Có một cái chú này, ông ở chùa, ông cũng có điều kiện ở chùa khác, ông có một cái phòng ở riêng thoải mái lắm. Sau này ông đến một cái ngôi chùa đông người ông ở, thì đưa ông vô ở tập thể. Ông nói tôi ở tập thể cái mùi người ta tôi chịu không có nổi. Thì những Đức nói ông, vậy thì cái mùi ông ai chịu? Ông chịu cái mùi người ta không nổi, vậy ai chịu cái mùi của ông? Nên tập mình thành một con người kỹ mà khó tính, hại mình, cuối cùng sống trong chúng đông, sống đâu có được đâu quý vị. Nên Đức chúng như biển cả mênh mông, chúng ta sống trong đại chúng, sau này mình có gì đại chúng giúp mình. Sống cá nhân khó lắm quý vị ơi, nói thiệt. Nên tu hành tập dễ quý vị.
Nên cái phòng những đứa ở bên hộ pháp thì cũng cái phòng bình thường như các cụ thôi. Trong cái phòng đó có cái bàn giảng pháp, đúng ra đồ ăn thức uống người ta tặng cho những đức biết nhiều nói, mà những đức đâu có bao giờ để trong phòng chút xíu nào đâu. Vì để trong phòng sợ mình ăn quen, sữa mình đem mình uống với quen làm sao, bánh mình đem mình ăn quen làm sao, quen cái tật đó sau này phiền phức. Ví dụ như bây giờ, giờ này nếu bắt quạt chúng ta không nghe được mấy câu nói chuyện, vì cái gì ở đây nó vang quá. Thà chúng ta chịu nóng một chút mà chúng ta nghe được vài câu Phật pháp để nhắc nhở mình, vì thời gian nói chuyện 45, 50 phút xong. Nên phía sau nhà đức đúng là có cái quạt, nhà đức kêu tắt luôn. Vì người ta không bật quạt, mình cũng không bật quạt, để cái cảm nhận mình sao. Nếu giờ người ta không bật quạt, mình bật quạt, thì bản thân chúng ta hơn họ cái hưởng thụ. Sau này thì khi nghiệp quả bệnh đau gần chết, chúng ta mỗi người phải tự phát huy cái năng lực chịu đựng của mình. Quý vị phải nhớ cái khó, cái khổ, cái trở ngại ở cõi ta bà này. Một, cặn tử nghiệp thân tứ đại rã rờ, sự trở ngại đó trăm ngàn lần. Bây giờ quý vị ngồi để bị đau chân một, nhưng thân tứ đại rã rờ quý vị phải chịu trăm ngàn lần. Bây giờ đau chân một chút còn chịu chưa được, thì đừng mong cặn tử nghiệp chúng ta chịu nổi cái thân tứ đại rã rờ. Hãy nhớ kỹ, hãy rèn mình quý vị ơi, cỡ nào cũng rèn mình chút đi, gây dựng mình chút đi. Nên ở quân đội ta nói một câu, cái thời chiến tranh ta nói, thà lúc còn tăng binh thì đổ mồ hôi, thì khi ra chiến trường đỡ đổ máu, đổ mồ hôi nó nhẹ hơn đổ máu. Nên lúc làm tăng binh thì rèn luyện cực khổ, nhưng khi ra chiến trường thì mình có năng lực phát huy, đỡ đổ máu. Còn lúc làm tăng binh lười biếng ngủ ăn, ra chiến trường nó bắn cái chết queo, máu chảy tuôn tuôn, ngấm củ tỏi, hiểu không? Lúc chúng ta bình thường vậy, chúng ta phải gầy dựng mình một chút, tự mình gầy dựng mình một chút, vì mình biết sớm muộn gì mình cũng đi đến cái chết. Bệnh đau chưa chết, nó bệnh già nè, già bệnh đồ này kia là nó khổ rồi. Đến khi thân tứ đại rã rờ đâu có đơn giản. Cơ thể chúng ta dùng chỗ nào hư chỗ nấy, mắt dùng lâu mắt mờ, có khi đến hết thấy đường. Tay dùng nhiều, tay si cù que, quẹo. Miệng nói nhiều, miệng ngọng nghịu, khi già nói không được. Ý chí dùng nhiều, ý chí bị lú lẳng. Nói đây là nói tất cả cái dùng quý vị là dùng cho cái sai á, thì lúc căng quý vị sẽ hủy hoại theo cái nghĩ sai, làm sai. Rồi thẳng dùng nhiều thì thẳng hư. Như ông cụ mới mắc đây là bị thặng á, ông tiểu không được. Nên á, những người á, mà Phật tử mà biết về ngành y tế chút xíu á, quý vị á, giúp dùm những đứa cái chỗ này. Cái loại mà máy mà nó hút đàm cho các cụ á, quý vị mua cho những đứa vài cái lợi chỉ mấy cái ban mà nuôi người già. Tại vì khi già quý vị ho lên đàm nó lên, người già không đủ cái lực, khi yếu quý vị đàm nó lên nó nghẹt mũi, nó nghẹt nó chết. Cái này khó giảng sanh lắm. Mình ngồi đó mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, họ thì sao niệm Phật. Nếu như quý vị là người tín nguyện niệm Phật mà trong lúc đó quý vị không có cưỡng lên nổi nghe, quý vị đừng có gượng gạo với cái sống nữa, mà hãy bình tĩnh lại đi niệm câu Phật hiệu từ tâm. Bây giờ quý vị được nhắc nhở đi, không đơn giản đâu. Khi cặn tử nghiệp đàm nó lên nó nghẹt cuốn họng, thì cần cái máy đó lợn hút đàm giùm các cụ liền, để cho ta nhẹ nhàng, để cho ta niệm Phật. Còn nếu như những người thẳng mà tiểu không được, thì mua giùm những đứa cái máy mà thông tiểu, giúp cho người ta thông được cái tiểu ra đi, để cho người ta mới niệm Phật được. Chứ bây giờ mình ngồi đó mình niệm Phật mà mày tiểu không được thì kệ mày, mày nghẹt thì kệ mày, tao niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nằm nó đau quá trời đau sao niệm. Nên cái cơ thể thân tứ đại, cái gì hỗ trợ được thì hỗ trợ đi. Còn khi mình hộ niệm cũng vậy,
Người ta còn đang sống, người ta khát nước quá, mình cho người ta uống miếng nước. Chứ mình nói thôi, niệm Phật đừng có uống, nó khát nước quá làm ma khát. Đúng không? Họ còn ăn cháo được thì cho miếng cháo, để họ có sức để họ niệm Phật. Mình không cho họ ăn, họ đói thì sao? Tín nguyện niệm Phật là giảng sanh, thọ mạng đến thì người ta ra đi. Người ta uống được cho uống, người ta ăn được cho người ta ăn. Hộ niệm là hộ niệm. Chứ đừng có nói bây giờ hộ niệm khỏi ăn khỏi uống. Bậy. Bậy. Còn khi người nhà người ta đến mình hộ niệm, cho người nhà người ta vô gặp người ta, để cho người ta cái cảm giác có người thân đến rồi người ta yên tâm để người ta ra đi. Biết đâu trong cái số người thân người ta có người ta đang dính mắc thì sao? Chưa chắc người niệm Phật nào cũng giảng sanh. Vì tín nguyện mới giảng sanh. Bạn không tín nguyện sao giảng sanh? Họ không tín nguyện thì cho họ gặp người thân họ đi, họ mãn nguyện. Còn nếu như bây giờ họ ấm ức, không gặp được người thân, lúc họ chết họ không muốn chết vì họ đang chờ đợi người thân, lúc đó nó có chướng nạn, chướng ngại lớn dữ lắm. Thà để cho họ mãn nguyện đi. Họ niệm Phật không giảng sanh mà họ niệm được coi Phật hiệu thì văn danh cũng được phước, nghe danh được phước. Người khi cặn tử nghiệp nghe được có Phật hiệu, sanh gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh là đời sau chắc chắn niệm Phật. Đúng không? Nên những cái điều này ban tổ chức trong chùa phải nắm được cho rõ ràng. Người đã tín nguyện niệm Phật thì có trở ngại gì cũng tín nguyện niệm Phật giảng sanh. Còn nếu như mà mình nghĩ mình muốn cho họ giảng sanh mà trở ngại con đường của họ khi họ còn chưa chết, người thân vô đừng có sợ là người thân làm phiền họ, mà hãy cho người thân gặp họ. Mà trước nhất người thân gặp họ mình phải làm việc người thân trước, là nói cho người thân nghe, vô nói vài câu đại diện trong gia đình đây, em ba, em tư, em năm, em sáu, thằng con trai út, thằng tèo, thằng tí, thằng tí hon, con mèn, con mén, nó lỡ đủ hết rồi, ba ơi ba, bây giờ anh em con cháu lỡ hết rồi, ba yên tâm niệm Phật đi về cực lạc đi nghe ba, chúng con niệm Phật đưa tiễn ba đi nghe ba. Đúng không? Mình nói một tiếng vậy cho người ta nghe. Thì ông lúc đó ông gật đầu nhìn nè, lúc đó người ta gần chết nghe, người ta cảm giác, người ta nhìn vậy nè. Người ta nhìn giáo giác quan quận, người ta thấy người thân hết trơn rồi. Rồi nếu mà còn bà vợ hay còn ông chồng thì dạy cho họ đầu tiên, chuẩn bị vô mình dạy chứ cô lợ. Nếu mà chồng thì cái cô lợ nói, ông, cả đời tôi với ông sống với nhau, sớm muộn cuộc đời phải ra đi thôi. Bây giờ ông được nằm đây, được ngồi mọi người niệm Phật, Phật tử, đại chúng niệm Phật cho ông có phước lắm. Thôi, tôi đến đây rồi, tôi niệm Phật cho ông. Ông niệm Phật, ông về cực lạc đi, ông mới giúp được tôi nghe ông. Thôi, ông niệm Phật nghe. Nói cho ông an tâm rồi, sống hết trơn, hộ niệm. Ông đã an tâm rồi, bắt đầu cái người trưởng ban bước lại nói, chú ơi, chú Năm Lèo ơi, giờ người thân con cháu lợi đầy đủ hết rồi, chú Năm Lèo, chú mãn nguyện chưa? Chú còn cái gì mà chú còn trở ngại không? Tiền bạc hay là của cải hay nhà cửa đất đai gì chú cần nói giao phó không? Còn cái gì không? Ông lắc đầu, Năm Lèo mãn nguyện rồi. Xong rồi. Rồi vậy mãn nguyện rồi, niệm Phật nghe chú. Rồi hộ niệm đi. Xong chuyện, cứ như vậy mà hộ niệm. Đó, các ban bệ nghe rất rõ ràng như Đức chỉ đó. Chứ không phải nói rằng thôi, đưa lợi đi dính mắt, hộ niệm ông đi. Ông đang bám ai thì sao? Ông bám ông cứ nằm đó. Ông cứ ót hoài, không chết. Tại vì ông còn dính mắt. Đó. Ví dụ như bây giờ những đức dù tu nhưng mà biết đâu những đức còn cái tâm nguyện gì sao? Khi những đức mà gần chết, những đức cứ ót ót hoài mà lỡ hỏi thầy tu cả thờ khuyên người ta niệm Phật, sao thầy cứ ót hoài mà không giảng sanh đi thầy? Đúng không? Ai biết ta còn dính cái gì? Nó còn dính cái gì sao? Xong con mắt người ta nhìn mình vậy nè. Ý người ta nhìn mình là người ta đang cầu mình giúp cho người ta cái gì đó. Hiểu không? Phải tìm cách làm sao cho người ta nói ra được cái đó. Có khi họ đang để tiền ở đâu hay giấu cái món đồ gì ở đâu, họ chưa lấy ra được.
Họ muốn nhờ mình lấy giùm. Họ nói không được, dùng tờ giấy, cái viết cho họ ghi ra cái gì. Biết đâu họ nói 100 cái vàng để trong cái tủ đó, rồi mình được 100 cái liền. Phải giải quyết vấn đề giùm cho họ. Ai biết được. Nhà Đức tu biết đâu, nhà Đức tham, nhà Đức giấu chỗ này chỗ kia, đồ đạc tùm lum. Bất tử tự nhiên nói chuyện không được, nhà Đức cứ nằm đó mà. Nhà Đức ó hoài, mình lỡ hỏi cái đi. Nói không được, đưa cái giấy. Chứ quên đưa tờ giấy của nó lộn. Tờ giấy cái giấy tôi ghi ra, cái tôi để cái gì đâu tôi cắt đó. Bởi vì nói câu này cho bị nghe. Khi chúng ta lớn tuổi rồi, cái gì chúng ta giải quyết đi, gom gọn lại. Người già như ngọn đèn treo trước gió, trẻ như mình mà nó còn bắt đắc kỳ tử kìa. Nên người niệm Phật cầu sanh cực lạc tính nguyện là không có chuyện gì mà khi cặn tử nghiệp chúng ta chưa xong hết. Dù có đó là vàng bạc châu báu để ở đâu, nhưng mà khi đã cặn tử nghiệp là chỉ còn có một cái gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đúng không? Không có nói cái gì mà chưa xong hết trơn á. Tôi luôn nhắc tôi vậy đó. Bây giờ nuôi chúng bao nhiêu người đi chăng nữa, lỡ mà tôi đi ra đường xe đụng cái rầm, ba hai xe tải đè vô xe, xe tôi dẹp lép, tôi nằm trong à. Thì sao? Tôi không có suy nghĩ cái chuyện chúng trong chùa nữa, mà tôi phải niệm Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn liền trong lúc đó. Tại vì lúc này tôi không giải quyết được vấn đề gì nữa chứ á, ai biết được. Cái cõi đời này là cái cõi đời kiếp nạn bất tử, già trẻ bé lớn gì cũng kiếp nạn bất tử. Vì đi ngoài đường có gì thấy không? Chạy xe chút có khi thấy chùm chiếu, thấy chưa? Cái người này nãy từ trong nhà đi ra có ai ngờ như vậy đâu. Nên cuộc đời này rất vô thường, nên đi đâu cũng cần đeo máy niệm Phật là như vậy. Tại vì bất tử ở nơi nào cái rầm thì còn cái máy kế bên là những đức A Di Đà Phật. Đúng không? Đó. Bởi vì tại sao những đức gieo cái mầm ăn tình quý vị? Nhiều người ta nghe những đức giảng, tại sao người ta quý mến những đức nhiều? Tại mày gieo cái mầm ăn tình cho họ là chiếc máy niệm Phật họ đeo á. Họ đeo chiếc máy niệm Phật, bắt cái điều niệm Phật thì ăn tình chứ làm sao. Mà họ đã thích cái tiếng của mình rồi thì tự nhiên cái lúc cặn tử nghiệp của họ là mình kế bên họ A Di Đà Phật. Thấy chưa, chứ làm sao. Nó nên mỗi người mà tôi tặng cái máy niệm Phật đó là duyên thù thắng lắm, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mà đã là nghe tôi giảng thích vui rồi thì nghe cái tiếng tôi là thích rồi. Nó kỳ vậy đó, mình phải thích. Chứ mình mà không thích cái tiếng niệm Phật đó, nghe mình không có chịu niệm đâu. Nó nên á, ví dụ như mấy cái tấm lịch đi được tặng cho Phật tử, mình xấu xí cái gì đâu, mặc như con mèo hô hốc kỳ cục gì mà mấy bà cầm tấm lịch lên mấy bà hung chục chục trời. Nhìn mắt ói. Không thấy chưa, mà rõ ràng quý vị, ta thương người thương cả lối đi, mà ghét người ghét cả tôn ti họ hàng, thấy không? Phải làm sao cho người ta thương mình mới độ người ta được quý vị ơi, chứ người ta ghét mình sao mình độ người ta? Mà suy nghĩ đi, thấy không? Nó ở đây với đó tặng lịch ở đây, ai chưa có lịch quý vị đưa tay coi thử có ai chưa có không? Thôi vậy có rồi hết rồi thôi. Ủa? Có ai không đưa tay lên mang nhiều đứa đem qua tặng cho? Thôi vậy có đủ rồi thôi đem qua làm chi nữa? Thấy không? Ừ, hỏi mà chịu đưa tay lên là thôi đó, tôi cho hết trơn. Ừ. Nên từ nơi đó quý vị à, mỗi một người mình á, phải siêng năng niệm Phật, gây dựng cái tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Cái tín nguyện niệm Phật là cái quan trọng nhất để thành tựu của đường giảng sanh. Nên mình đi đến một ngôi chùa mà cứ gây dựng cái pháp tu cho mình này là quan trọng. Tại vì sao? Vì cái cặn tử nghiệp là cái quyết định giải thoát cuộc đời mình. Trong khi cái thời cuộc này nó quá nhiều thứ chúng ta không biết chỗ nào đúng chỗ nào sai. Thôi đẩy ngay câu A Di Đà Phật đi cho nó chắc. Chứ bây giờ trong cuộc đời này ai mà hoàn toàn sai, mà ai mà hoàn toàn đúng quý vị. Thôi đẩy thẳng ngay tín nguyện niệm Phật đi, nương vào câu A Di Đà Phật để sanh cực lạc đi là chắc nhất luôn. Chắc chắn nhất quý vị ơi. Đó. Có người hỏi Nhân Đức, thí dụ như một người này sai quấy, cực kỳ sai quấy, ai cũng chửi họ, ai cũng quyền rủa họ, vì cái người này học Phật được không thầy? Sao không được? Thời Đức Phật còn tại thế thì hiện ông vô não đó.
Ông vô não là ông giết luôn cha mẹ ông luôn. Giết luôn. Ông giết cho đủ 100 người. Ông giết đủ 100 người. Nếu mà coi sâu về lịch sử thì ông cũng bị thuốc thôi, bị hại. Giống như ngoại đạo chỉ ông sai, giết người mà để thành tựu. Nên cuối cùng Đức Phật thấy ông này đến lúc được hóa độ. Đức Phật đến mà ông vượt Phật mà ông giết. Đức Phật nói ông dừng cái tâm nó lại đi. Độ ông vậy mà ông quay đầu ông học Phật. Ác như vậy mà quay đầu học Phật còn được cứu. Nên trong nhà Phật có câu nói quay đầu là bờ, quý vị. Chúng ta có sai ác cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần quay đầu học Phật là có cơ hội. Giống như bản thân những đức, nếu như ngoài đời tới bây giờ luôn, càng ngày nó càng hư, càng ngày nó càng nhậu nhiều, mà chắc mùa dịch cũng chết queo rồi. Những đức mà ngoài đời chắc dịch rồi, dịch gà cũng tiêu mạng, không còn sống nổi đâu. Đúng không? Nhậu bê ta mà sợ nhậu quá dịch nó sợ. Nên nhờ vô chùa tu mười mấy năm nay ý nghĩa quá chàng luôn. Nên có những người nói Phật pháp mê tín, những đức nói quý vị học ở đâu mê tín là tại quý vị, cái duyên quý vị học sao những đức không biết. Chứ những đức thấy Phật pháp quá trời hay và cực kỳ xác thực luôn, xác thực vào cuộc sống luôn. Quý vị biết Phật pháp xác thực nhất là cái nhân và cái quả. Nên học Phật cái quan trọng nhất là tin sâu nhân quả. Nhớ kỹ, thấy quả là biết nhân, nhìn nhân là biết quả. Cái quả trong cuộc đời này vui hay khổ, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu là quả. Thì biết cái nhân mình đã gieo ra thiện ác rồi. Còn đời này mình đang gieo nhân gì là mình biết quả đó. Quý vị đang bị con quý vị bắt hiếu với quý vị là quý vị biết quý vị đã từng bắt hiếu với cha mẹ quý vị. Còn con quý vị nó bắt hiếu với quý vị là biết tương lai con nó bắt hiếu với nó. Đứa con hôm nay bắt hiếu với cha mẹ là con nó tương lai bắt hiếu với nó. Chúng ta hôm nay con mình bắt hiếu với mình là chúng ta biết cái nhân mình đã gieo bắt hiếu với cha mẹ mình. Phải không? Xác thật không? Quá dễ hiểu. Bây giờ người ta sanh ra đời gương mặt người ta đẹp mà người ta còn vui. Còn mình sanh ra đời gương mặt mình như cú mèo. Nghe tiếng hót người ta sợ, nghe tiếng kêu người ta ghê. Thấy chưa? Là tại sao mình sanh ra đời cái mặt mình như cú mèo? Là tại những đời trước của mình mặt mày đẹp mà mình đi đâu cũng chầm dầm chù ụ, không biết hỏi han người ta, không biết nở nụ cười. Mình tạo cái nhân buồn phiền, làm cho người ta nặng nề buồn phiền. Thì quả báo đời sau của mình nếu có nhân được làm người nữa thì cái mặt mình buồn như cú mèo. Bây giờ nhìn mặt người ta là vui vẻ, dù người ta không đẹp nhưng gặp là ta cười. Ta gặp một cái là gặp một cái là tại sao người ta vui dữ vậy? Là cái nhân người ta tạo vui. Nên bây giờ người ta sanh cái quả vui, duyên phước người ta được nhiều người thương yêu. Có những người mình sinh ra đời không ai thương mình chứ, gặp mình là ta muốn quýnh. Có những người thì đi đâu cũng được người ta thương. Mình nhìn cái quả người ta được nhiều người thương là mình biết cái nhân người ta gieo hoan hỷ vui vẻ. Mình nhìn cái quả mình gặp ai cũng bị người ta ghét là mình biết cái quả, cái nhân của mình đã từng gieo là mình làm nhiều người trở ngại, làm nhiều người buồn phiền. Nhân quả là nhìn từ thấy quả biết nhân, nhìn nhân biết quả. Sâu sắc đó quý vị, đúng không? Thí dụ như giờ mình vô cái chỗ ngồi mình tu, mình ngồi chỗ nào cũng bị ta đuổi chứ. Nhìn quả biết nhân là mình biết mình đã nhiều đời nhiều kiếp, hay đời này hay đời trước. Mình đuổi người ta, bây giờ người ta đuổi mình. Bây giờ nếu mình mà không nghe Phật pháp, mình nói sao kỳ cục quá à? Vô cái chùa tu gì mà kỳ hơn cái gì nữa. Ngồi đâu cũng xí vậy. Ngồi đâu cũng chỗ của tôi, chỗ của tôi. Có những người người ta nhào vô ta ngồi, người ta không bao giờ đuổi. Còn mình là ngồi là người ta đuổi. Đó là nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả. Mình trách gì? Đuổi mình thì mình đi đi. Mình đi chừng nào mà mình ngồi xuống cái chỗ mà không ai đuổi là hoàn toàn trả nợ xong, đủ duyên. Đúng không? Nếu thật sự mình muốn vãng sanh
thì mình chịu đựng đi. Nếu không nó ê, 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 chùa của ai, chùa của ai, chỗ ngồi của ai, thì mình thua rồi. Cũng có thể cự được, nhưng mà quả báo này nó câu thúc hoài luôn, câu thúc hoài luôn đời đời kiếp kiếp. Hoa báo còn không trả thì quả báo tam đồ là bạn có phần. Thà bạn trả hoa báo thế gian, chánh quả báo tam đồ còn hay hơn. Đúng không? Nên nhớ, cái hoa báo thế gian cần phải trả, cái hoa báo thế gian cần phải trả, chánh được cái quả báo tam đồ ác đạo. Hãy nhớ kỹ nghe. Nên những điều những đứa chia sẻ đây, nó giúp cho bị cỡ mở tâm tư lắm, nhẹ nhàng lắm. Hai người nữ này bằng tuổi nhau, vậy mà hai người cùng thời đi lấy chồng. Một người á, đi lấy chồng thì được chồng thương, một người lấy chồng bị chồng đánh tối ngày. Thấy cái quả mình bị đánh là mình biết mình đã từng đánh thằng chồng. Thấy cái quả mình được thương là nhờ mình đã thương thằng chồng đời đời kiếp kiếp nào đó. Đó không? Nên trong cuộc đời này Phật Pháp nó dạy mình nhân quả rõ ràng cho mình cởi mở. Người ta đi tu hoàn toàn tiện lợi, của mình đi tu là bị trở ngại hoàn toàn, vì mình đã trở ngại người ta. Bây giờ người ta trở ngại mình. Nên tất cả những việc gì trong cuộc đời này, nếu không có nhân không bao giờ có quả. Đừng bao giờ nói chuyện bỗng không. Sao kỳ cục quá à? Đừng có nói gì. Nó đều có nhân có quả hết. Có nhân có quả hết. Quý vị bây giờ phơ đồ, bao nhiêu người người ta phơ đồ không bị mắc, quý vị phơ đồ là bị mắc. Nói cái chùa gì nó ăn trộm còn hơn cái gì. Mà đâu có mấy người bị mắc, mà có một mình quý vị phơ đồ là bị mắc. Hồi đó những đứa ở trên Đà Lạt á, quý vị biết không, chắc cái số những đứa là đi ăn cắp dép người ta nhiều quá. Cái số ăn cắp dép. Hồi đó quản chúng chùa, từ ở bên cái chỗ ở qua bên cái chánh điện, qua là mắc dép, qua là mắc dép, qua là mắc dép. Những đức tương đối cũng nghe Pháp cũng hiểu. Có cái cô, cô nấu cơm cho mình. Cô nói để con qua đi theo thầy, đi theo chú nha. Hồi đó chú Hiền, con đi theo chú. Để con cầm đôi dép về con cắt. Tới nào chú ra thì con cầm dép qua. Nó nói khỏi, trả cho xong phước cho rồi đi. Con mua lần chục đôi dép để dành nó đi. Cứ mang dép qua là mắc, lấy dép khác, mang qua là mắc, lấy dép khác. Mắc 40 đôi dép. Đúng không? Quý vị thấy những đức trả nợ dễ trả là vì sao biết không? Nhờ những đức học Phật, những đức mới dễ trả. Thêm cái nữa là gì? Những đức tương đối, những đức có điều kiện. Đúng không? Nếu nghèo quá làm sao trả được? Nghèo quá mắc đôi dép là tìm mọi cách để giấu. Làm sao trả xong đây? Cơ hội có dép xả luôn, mang qua, mày thích lấy mày lấy đi con, quất 40 đôi. Tới bây giờ luôn để dép ở đâu cũng không bị lấy, rõ ràng chưa? Đó, cho nợ xong 40 đôi dép rồi, chắc là lấy người ta 35 đôi á, thì khi trả mới có lời chứ quý vị. Chả có lờ. Đó. Có cái cô này có lờ, cô gặp như thế, cô nói thầy ơi thầy, chồng con nó thương con lắm thầy. Thầy con này cái mặt con nó hung bầm mặt lắm. Hung mà bầm mặt lắm, hung quá trời hung. Hung tá lả bên nó hung bầm mặt thầy thầy. Cái này là quả báo gì thầy? Chứ đứa nói bà đã từng hung nó bầm mặt. Ôi giờ con phải làm sao? Bây giờ chỉ bà cách mau trả mau cấp kỳ. Bây giờ bà sợ, thường là nó lỡ gần bà là bà không muốn cho nó hung đúng không? Ừ, sao thầy biết? Thì bây giờ bầm mặt thì sợ không cho hung là đúng rồi. Hung dữ quá với bà sợ đúng không? Vậy thì bà trả rất lâu. Vậy con phải làm sao trả mau nhất thầy? Bà đưa cái mặt ra cho nó hung, bà đừng có giấu. Bà đưa ra cho nó hung đi, là bà chấp nhận bà trả thì trả mau cấp kỳ. Thì vị biết rằng trong vòng một tháng giờ bà không có như hồi lúc trước. Lúc trước một năm mà trả không xong, bà cứ tránh né, mà tàn ô nó hung, bầm mặt bầm mày. Cuối cùng bà nghe lời như đức, trong vòng một tháng, bà gặp nó là bà nói nè hung đi.
Một tháng. Bà nói một tháng sau xong á, con đưa cái mặt đó nó thôi được rồi. Vì thấy chưa? Rõ ràng ăn cái gì á mà đói thì nó thèm hoài. Chứ thật sự mà nó ăn quá ngán nó sợ quý vị ơi. Bà vớt trong vòng một tháng trời nó dội. Cuối cùng từ đó sao bảo khỏe re, mới nói công nhận thầy dạy hay thiệt. Thấy không? Đó. Thì từ 40 đôi dép thì nó thấy rõ ràng. Thí nghiệm luôn quý vị, thôi kệ. Dép thì mang chứ không lẽ dép để đội trên đầu. Nên từ nó đó, được rồi, cứ mang qua để đó đó. Vớt qua để đó, vớt cứ làm hoài 40 đôi. Xong tới đôi 41 là nằm im re. Mang tới bây giờ luôn, quanh năm suốt tháng mang dép không bao giờ mắc. Lễ lọc mang, để đó xong đi vòng. Không thấy đâu dép, đi chân không về, về tới bên kia thấy đâu dép nằm bên kia. Kinh khủng không? Rõ ràng chưa? Đó. Cái đôi dép này nè, đôi dép cũ này nè. Lễ với Di Đà đông ì mang vô cái chỗ người ta ngồi. Gì thì mang vô kỳ quá, bỏ đại luôn, đi luôn. Cuối cùng ở sao ai cắt kệ. Cuối cùng bước ra không thấy đôi dép, đi chân không ra luôn. Cuối cùng đi về tới bên kia thấy đôi dép nằm bên cầu thang bên kia. Nó thấy chưa? Cái số nó đã không mắc là nó không mắc rồi quý vị à. Mà, thấy không? Phải tin nhân quả. Số mắc là mắc à. Nên có những người con thật sự mình thì sanh con thì mình phải dạy con, phải rèn luyện cho con. Nhưng xin thưa quý vị, nếu như cái quả báo quý vị là con bất hiếu, dù quý vị có dạy nó cỡ nào thì nó cũng bất hiếu. Còn cái phước duyên của quý vị là con hiếu thảo báo ơn, bỏ lăn bỏ lóc nó cũng hiếu với quý vị nữa. Nó rất là lạ, nhưng mà mình phải nhớ kỹ. Thì thôi, trong cuộc đời mình làm cha làm mẹ thì làm tròn trách nhiệm mình thôi. Phải dạy cho đàng hoàng. Nếu như quả báo của mình là người ta đòi thì mình phải trả. Còn nếu mình có phước duyên được người ta hiếu với mình thì mình nhớ. Nhưng mà mình phải làm tròn trách nhiệm của mình để làm tấm gương của người làm cha làm mẹ, dạy con cho nó đàng hoàng. Thấy không? Thí dụ bây giờ cái duyên của những đức đi, nói chúng là răm rắp ta nghe. Nói người ta nghe, nói ta cười sặc vậy đó. Ngồi đau chân cái nào ngồi cười sặc. Nhưng mà thử người khác bình thường lên nói người ta không nghe. Không dễ đâu nghe quý vị. Nó phải có duyên á. Nên quý vị nghe những điều này rồi, quý vị đi sâu vào định lực nhân quả. Trong nhà Phật dạy quý vị thông tâm, quý vị giác ngộ đó. Nghe viết giác ngộ. Bây giờ ngồi trong đây gì nhiều người ta bằng tuổi mình ta khỏe, nhưng mà có một người trong đây bệnh đó, yếu đuối, bệnh đau, ung thư một nhọt. Một nhọt. Có cái bà kia mới nói, thầy con cái nghiệp chướng gì mà nó ghê gớm. Đi tu mà sao bây giờ ngồi không được. Nói sao kỳ vậy? Nó nổi một nhọt. Nó nổi ngay chăng cái mông dưới á. Nói hai mông hai bên. Cứ là hết hai mục này xong nói hai mục khác. Nói quả báo gì vậy thầy? Nói quả báo mà từng chọt mông ta. Giờ bà cứ nghĩ đi. Bà đã từng cầm mũi chỉ, bà xơm ếch, đồ xơm này xơm kia, bà chọt ngay cái mông của mấy con vật. Bây giờ bà nói bùng nhọt ngay cái mông. Quả báo bà phải trả. Giờ con phải làm sao? Bà nằm mà niệm Phật. Không? Hoặc là bà ngồi mà bà đau đớn mà đến nỗi chảy máu chảy mũ ra. Bà phải ngồi bà niệm Phật, bà niệm rồi từ từ tự nhiên nó hóa giải cái bệnh nổi một nhọt. Thì biết không? Những đức khi mà phát tâm đi tu đó quý vị, kinh lắm. Bình thường khỏe re, chạy xe cứng lắm. Vậy đó mà mùng 4 Tết của 2010 chạy xe chậm rì, chạy chỉ có 20 km/h, mà thường là leo lên xe là chạy vứt một cái là lên 60. Mà bây giờ biết tu rồi, chuẩn bị đi chùa đi tu luôn, chạy xe 20 km/h. Hồi xưa giờ mình chạy xe mình lạng lách qua mặt người ta, mà bây giờ mình chạy có 20 km/h mà nó lách nó đụng vô mình gãy cái tay. Mùng 4 Tết, tính mùng 6 Tết đi tu, mùng 4 Tết té xe gãy tay, bị người ta đụng. Ghê chưa? Xong về ông anh Tư ông kêu,
thôi bây giờ gãy tay rồi cho nó lành đi hả, đi nó không phải đi, nghe không, sống vừa về nhà đi ra cái sàn nước dắt cái ạch lột móng chân, cái móng chân cái bật lên lột luôn, gãy tay lột móng chân vì nghĩ khó khăn cỡ nào chưa. Xong đúng mùng 6 xách giỏ đi, đi lên cho thành phố, ghé nhà người bạn, tối lờ để đi, đi ra phía sau chợt một cái ạch lột cái móng chân bên trái, tối đi luôn, đi sượng lên tới tỉnh Thất Quan Âm, đi chợt té cái ạch, cái cây đâm vô phỉ chân lủng một lỗ, chảy máu hoài không lành. Mà quý vị biết rằng là chuyên lễ Phật, chùa chuyên niệm Phật lễ Phật, chuyên niệm Phật lễ Phật, vậy đó mà máu nó chảy. Quý vị biết rằng mỗi lần lễ Phật là máu nó chảy ướt cái niệm. Hồi đó đâu phải niệm này đâu, niệm giải, chảy ướt cái niệm luôn. Vậy mà những đức quyết tâm, những đức lễ một tháng trời, lễ mà đến nỗi mà móng chân lành luôn, tay lành luôn, cái phỉ chân lành luôn, bây giờ còn thẹo. Nên những đức nói với quý vị, khi mình đã quyết tâm tu rồi, mình đã quyết tâm trả nợ rồi, quý vị cứ nhiệt tình hết mình mà trả nợ đi. Khi mà chân thật nhiệt tình hết mình mà trả nợ nghe quý vị, thì nợ trả mau lắm. Nghe không? Nhiệt tình hết mình mà trả nợ là nợ trả mau dữ lắm. Đó. Nên mấy cái người mà mình mẩy nào là long beng bắt biết, chân thật mà niệm Phật đi, đừng có buồn rầu, nó hết bất chợt. Mình mẩy nói bụng nhọt như cái bà đó đó, bà cứ niệm Phật đi, từ từ nó hết bụng nhọt. Còn cái cô cái mặt nổi mụn cũng như là cái da cốc, cô nói tợ cuộc đời con gái mà mặt nổi mụn đầy chứ thầy, tuổi thăng còn hơn cái gì nữa. Nhưng đức nói bà càng tuổi chừng nào thì càng nổi mụn nhiều chừng nấy. Bây giờ làm sao hết nổi mụn thầy? Nói bà cứ đưa cái mặt của bà ra, đừng có giấu nữa nghe. Bà biết tôi ngày xưa nè, tôi bị hô, các ngoài đời là chuyên gia không dám cừ, vì cừ sẽ đưa bằng não ra vậy. Cừ đưa bằng não hô mà đưa bằng não ra mắc cỡ. Mỗi lần chọc con nhỏ nào là đi vô trong mặt kiến, đứng nhìn giữa mặt kiến, cừ coi cỡ nào vừa. Mà thì mình thấy mình hô quá, mình cừ cỡ gì là vừa. Cừ cỡ gì là vừa. Khổ ghê chưa. Thì vì biết rằng á, thì lỡ nói chuyện, nói chuyện mắc cừ muốn chết luôn vậy mà. Cuối cùng nó nói chắc thằng này khùng hay gì mà nó cừ vô nó kỳ cục ghê. Nói được rồi, nó chào anh, tuần sau uống nước nữa không em? Không. Kỳ cục cái chẹt. Tại vì sao ngồi gần kế người ta cứ cừ. Tưởng nó ba trợn. Cùng hẹn lần sau đi uống nước nữa. Thôi được rồi, có dịp khác. Nó nói dịp khác là kêu thua tiêu rồi. Rồi xong luôn. Nó cứ là sợ mình cừ ra miệng rộng á, tao không thích. Mà càng che chừng nào thì càng hôi chừng nấy, người ta càng bỏ mình chừng nấy. Khi mình đi tu mình nghĩ rằng là mình không còn nghĩ cái chuyện đó nữa, thì thôi mình cừ xả ra, có nhiêu mình chơi hết nhiêu luôn. Thấy chưa, có nhiêu mình quạt hết luôn quý vị. Vậy quý vị ơi, mà quạt hết nó xanh, nó tự nhiên xanh viên quý vị. Đoạn hô à, thì ra là cái bệnh của chúng ta là do bị nó câu thúc. Ví dụ như mình bị lé, mình thường bị cái khuyết mà mình bị lé, mình mất cái sự tự tin, thì mình sẽ bị lé luôn cái tâm. Còn bây giờ mình bị lé rồi, có nhiều người ta còn bị mù mà mình nói mình hơn người mù, hiểu không? Còn có những người đã mù rồi thì mình nói mình mù mà vẫn còn hai tay hai chân, mình hơn người đó. Có những người mù mà tay chân cụt luôn thì mình, chúng ta nói chúng ta hơn súc sanh, vì chúng ta còn ý chí và nói được. Thấy không? Cái quan trọng là chúng ta đoạn được cái tâm mà buồn phiền cái số phận á, buồn phiền cái số phận á. Có một cô này, cô đến cô gặp như đứa, cô nói thầy, con mặc cảm nhất,
bị lùn. Nói, được làm người là may mắn rồi, bà lùn chút kệ, kệ nó đi. Bà cứ nhìn cái đứa lùn không bà. Thầy ơi, con có 1m3 mà ai lùn hơn con? Có. Có cái người nó chỉ có mấy tấc, bà cao hơn nó rồi còn gì, hiểu không? Nó, bà đừng có mặc cảm với cái này. Tôi ngày xưa cái hô tôi bị câu thúc kìa, mà từ khi tôi đi tu tới giờ tôi vượt qua mà trở thành hô duyên. Thấy chưa? Hô duyên quý vị, hiểu không? Nên tất cả những người nghe những đức chia sẻ Phật pháp quý vị, trong cuộc đời quý vị có một cái gì bị khuyết quý vị mà mặc cảm, bỏ cái mặc cảm đi, thế vào đó là câu gì? A Di Đà Phật. Hiểu không? Thế vào là câu A Di Đà Phật thì thành công rồi đó. Chàng nít nó cụt tay cụt chân mà nó còn sức ảnh hưởng toàn thế giới, không chỉ chúng ta, mà chúng ta bị một cái khuyết thôi chúng ta đã bị mặc cảm. Mặc cảm là tổn duyên tổn phước, đừng có mặc cảm. Bây giờ chúng ta có tạo nghiệp ác cỡ nào đi chăng nữa mà quay đầu học Phật, chúng ta phải tự tin. Dù bao nhiêu con người sỉ xỏ mình, bao nhiêu người nói mình, nhưng chúng ta phải đứng lên. Sỉ xỏ mình họ cũng phải ăn cơm, còn ta sai thì ta quay đầu ta sửa. Chỉ cần ta sửa được thì trở thành thật sự người có bản lãnh. Hiểu không? Nó những đức chia sẻ Phật pháp, những đức thường nói những đức hư quá trời mà. Nhất là cái hư nhất của những đức là gì? Khi nhậu vô mà xỉn, ói, nằm tại chỗ giữa đường thành phố. Có một lần ngay cái bùng binh đường Lê Hồng Phong, cái bùng binh té cái ách nằm luôn, ói ọc, nằm cái đống ói quậy. Xong con chó nó chạy ra, wow. Nghe gì wow rồi, cái gì ơi. Mở mắt ra, gì? Sủa tao, mày biết tao là ai mày sủa? Mày là cái dạng chó cơm, còn tao là chó ông nội nè con. Mình cũng tuổi chó mà nó dám sủa mình quý vị. Nhà đứa tuổi tức, nó sủa wow. Nhà đứa nè, xong nó lui lại. Thôi con chó nó sủa thì nó cong đuôi. Nó cong đuôi là nghĩa là nó hứng lên, nó giữ lên, wow. Thì nó nói, mày sủa hả? Thẳng đuôi là anh sợ quý vị. Anh lùi là 3 bước, đứng nhìn. Nhà Đức nói, mặn thịt mà ăn mà dám. Hồi đó tóc nó chạy. Trong bụng mình lúc đó mình nằm mà nói, đúng là mình khùng quá trợn thiệt. Chó mình cũng hù nữa, ngộ tới ghê. Thì coi, hư đến mức gì đấy quý vị. Nhậu vô mà nằm ngay đống ói, mà chó sủa, mà sủa lại chó luôn. Vậy mà chó nó chạy chết mồ luôn. Mà nói chuyện với chó quý vị kỳ cục vậy đó. Mày là chó cơm, của tao là chó ông nội mày nè con, mày dám sủa tao. Thấy chưa? Hư ba trợn đến mức như vậy mà bây giờ học Phật còn được mà. Nói chuyện vậy còn nghe răm rắp. Nghe không? Vậy thì ai hư mà quay đầu cũng được. Nghe không? Quyết tâm quay đầu là được à. Nên những cái bài chia sẻ Phật pháp của những đức là quý vị đứng lên được đó. Những đức giảng sao mới bị leo lên được đó. Chứ không phải là giảng trên trời dưới biển. Trên trời dưới biển bị leo lên không được. Con người xì ke ma tí hút chích người ta không quay đầu được. Nó thấy ông này hư vậy, học Phật còn quay đầu được, làm thiện được. Giờ tôi đứng lên được đúng không thầy? Được con, đứng lên là được thôi. Mày ngày xưa bắt hiếu với cha mẹ, giờ mày nghĩ bắt hiếu với cha mẹ là xong thôi. Ngày xưa quýnh vợ quýnh con, giờ mày nghĩ quýnh vợ quýnh con. Ngày xưa mày lấy vợ người ta, giờ nghĩ lấy vợ người ta. Ngày xưa lấy chồng người ta, giờ nghĩ lấy chồng người ta. Đúng không? Nó giống như mượn quà xài đỡ, bây giờ trả quà thôi. Của đó trả lại cho đó, có dính dáng gì đâu. Nên từ nơi đó thì trở lại mình bình thường lại, phát triển cái tự tánh học Phật mình ra lại, thì chúng ta trở thành người tốt. Hiểu không? Trong cuộc đời mình, ví dụ mình gặp những cái nạn tai gì trong cuộc đời còn nhỏ mà bị hại cuộc đời gì. Có những đứa nhỏ nhỏ mấy tuổi thôi bị hại cuộc đời, cả đời ám ảnh. Như đứa gặp con nhỏ này 21 tuổi, nó nói là con từ khi biết tới giờ là khóc suốt luôn, vì 6 tuổi bị ba nó hại đời nó, ba ruột hại đời nó 6 tuổi, ám ảnh suốt 10 mấy năm nay.
khóc suốt, cảm thấy chán nản cuộc đời, buồn, mặt héo queo, mặt buồn héo queo luôn. Xong gặp những đức nói: đã trả nợ thằng ông thì đàn ông nào cũng là đàn ông. Đức Phật nói xem người đàn người nam như cha, người nữ như mẹ, thì chuyển biến cái vai trò là người đàn ông này là cha mình thôi. Nhưng đã nợ trong cái tiền kiếp nợ gì thì bây giờ trả nợ đó thôi. Cô chịu mười mấy năm nay cô khổ tâm, cô có giải quyết được vấn đề không? Bây giờ cô gặp những đức ngày hôm nay, cô đừng khổ nữa. Cô hãy xem những việc đó của ngày hôm qua, mà mười mấy năm của ngày hôm qua đi, cho nó qua đi. Cô hãy lập trường lại cái hôm nay. Không lập trường hôm nay thì làm sao có hạnh phúc? Đúng quý vị? Đó, chúng ta nên lập trường ngày hôm nay đi. Bạn có hư 100 năm nhưng bạn nghe bài pháp ngày hôm nay, bạn quay đầu liền, bạn sửa ngày hôm nay liền, là ngày hôm nay bạn là Phật. Vì Phật và ma chỉ có một ý niệm thôi. Thiện là Phật, còn ác là ma. Bạn chỉ cần có một ý niệm thiện của ngày hôm nay, bạn đã quay đầu rồi. Tự tánh làm Phật con người chúng ta viên mãn, nhưng do tạp tánh làm ma của chúng ta cũng quá dày, nên nó hướng theo ma đạo. Bây giờ nó chỉ cần tỉnh ngộ hướng theo Phật đạo. Phật đạo là ai cứu mình? Là tự tánh của mình là sẵn phát triển ra. Còn ma đạo ai giết mình? Là ma tâm của mình có sẵn hiện ra. Tùy bạn hướng Phật hay hướng ma là do chính bạn chọn lựa, đúng không? Có nghĩa là mỗi một bài chia sẻ Phật pháp, những đức chắc chắn với vị mà để ý nghe kỹ đi, bởi vì cả đời lẫn đạo nó lẫn lộn nằm bên trong với vị nhận thức, và con người tự nhiên tự tin mình đứng lên được. Vì chính bản thân những đức học Phật, bản thân những đức có gì đâu hư hỏng tệ, có học thức gì đâu. Học tới lớp 3 mà ở lại 9 năm quá xịn sò. Có nhiều người hỏi thầy sao thầy học gì ở lợi dữ gì? Nói là trung thành với trường xưa. Trung thành với trường xưa. Học tới lớp 3 cuối cùng làm lớp trưởng. Người ta thường lớp trưởng là phải học giỏi. Còn nhà Đức được làm lớp trưởng là vì sao? Vì bự. Lớn hơn mấy đứa trong trường đó. Lớp 3 người ta nhỏ nhỏ, mình ở là 9 năm mình bự quá trời bự rồi. Bây giờ mấy đứa kia nó sợ mình chết mồ nên làm lớp trưởng luôn chứ sao bây giờ. Thường trường là 40 đứa đi học mà những đứa hạng 39. Hạng này là cao quá trời cao, còn cái gì. Năm nào cũng mấy đứa bạn hỏi năm nay hạng nhiêu hiền, nói tao thì năm nào cũng 38, 39 rồi mày. Hỏi gì bệt quá. Tụi bay học quá giỏi, hạng 1, hạng 2, tao hạng 3 mấy, mày coi ai lớn hơn ai. Cái gì mà nói cũng được quý vị ơi. Sao kỳ cục, cuối cùng bây giờ thuyết pháp rầm rầm. Cái gì cũng nói ra chứ. Cái đó là giải thoát đó quý vị. Quý vị mà không nói ra là do quý vị bị bế tắc. Ta đụng cái gì người ta cũng nói ra được, là vì người ta giải thoát. Đường nào người ta cũng chui ra được chứ, vì người ta giải thoát. Còn mình có đường chui ra không được là vì mình bị bế tắc. Còn người ta được giải thoát rồi nên cái thứ gì người ta cũng chui ra được hết chứ. Đầu nào chui được là tôi chui. Thấy không? Tôi mới chánh. Tại vì sao? Miễn đi ra được thì thôi. Nên chúng ta hướng nào miễn là giải thoát là chúng ta tiên. Đúng quý vị? Phật pháp là đa dạng phương tiện mà. Giảng sao mà miễn ta nghe mà ta thấy nó gần gũi tiếp nhận được. Nên quý vị học Phật làm sao cho nó gần gũi nghe quý vị. Đó, vậy thì quý vị học Phật đặc biệt lắm. Thì thấy không, gần gũi nhất ấy, là giảng pháp. Chưa giảng, quý vị đã thấy cái quả trước mắt. Chưa giảng luôn, chưa lên giảng. Mà có cái quả trước mắt. Cái quả gì? Xác thực nhất, có thực mới vực được đạo. Đưa lên thử coi. Đó, thấy chưa? Có thật có vật được đạo quý vị. Ý người ta để cái chai sữa với cái bánh ở đó, ý người ta nói rằng là có thật có vật được đạo.
Nà, là tôi để đó là phải ngồi, nghe chưa? Đứng lên sớm thì không được cái món quà này. Hãy ngồi đó, nó cái duyên đó quý vị. Không? Nà, nà, tuần sau thứ năm coi mua cái chai sữa gì mà nó xịn. Nó à, vậy ơi, bây giờ mình có tiền mình lo cho các cụ ăn uống ngon lành đi, để đời đời kiếp kiếp các cụ lo cho mình ăn uống ngon lành. Mình hẹp hòi ích kỷ với người ta quá, đời đời kiếp kiếp người ta cho mình ăn hẹp hòi ích kỷ. Nên mình nên biết tu phước tu duyên cho nó thù thắng, tâm lượng nên mở rộng lớn ra. Tu sao biết mà tâm lượng lớn ra. Nhớ quý vị, tu mà tâm lượng lớn ra thì tất cả tội nghiệp bỏ vào loãng. Thí dụ như bây giờ cái ly nước này thì bỏ một chút mực vô là nó đục liền gì đâu. Nhưng nếu là cái biển nước thì cho dòng sông nước đục chảy vô nó cũng không đục được biển nước. Nên tại sao chúng ta dễ phiền não? Vì tâm chúng ta nhỏ bé quá, cái gì chúng ta cũng hẹp hòi ích kỷ nên chúng ta phiền não. Nếu tâm chúng ta là rộng lớn quá, khoan dung nhiều thì làm gì chúng ta phiền não? Làm gì phiền não? Có cái cô đó, cô đến cô nói: Thầy, con nghe pháp thầy, con quý trọng thầy dữ lắm. Con thấy cuộc đời thầy kể đau lòng quá trời luôn. Kể cái bài giảng kể cuộc đời đấy vậy. Vậy mà lấy bao nhiêu nước mắt người ta nghe. Những đứa kể chuyện nó nói cũng đặc biệt lắm nghe quý vị. Đã nói chuyện vui thì người ta cũng cười lắm, mà kể chuyện buồn cái là cuộc đời của thầy. Vậy mà làm cho người ta khóc quý vị ơi. Nghe một cái xúc động, kể chuyện quá đặc biệt. Cái cô đó cô nói: con xin thầy cho con làm cái tập phim cuộc đời của thầy. Từ nhỏ cho tới lớn khoảng 6-7 tập phim. Xong về ngồi suy nghĩ lại. Thôi, người ta làm hết, nhưng mà thôi nghỉ đi. Vì sao? Trong cái thời cuộc này danh lợi lớn chừng nào thì quả tai lớn chừng nấy. Thôi yên để nuôi mấy bà già cho nó chắc. Hiểu chưa? Cho nó yên quý vị ơi. Thấy không? Chứ người ta bỏ tiền hết, người ta tự làm. Tại cái cô đó cổ giống như bầu xô, cô tự làm được. Nên từ nơi đó thôi quý vị ơi, mong sao nuôi được mấy bà già cho bà bình yên. Mình cũng cầu Phật gia hộ cho mình. Hết cuộc đời mình nuôi được các cụ được bình yên, đó là mừng nhất rồi. Rồi các cô, các chú, các thầy, anh em sống chung với nhau được vui vẻ để tu hành, đó là mừng nhất. Chứ bây giờ danh lợi càng lớn thì chúng ta càng nhiều tai nạn chứ làm gì. Trong cuộc đời này dị ứng nhất là danh lợi quý vị ơi. Không? Nên tuyệt đối chùa chúng ta mà lễ lọc nghe. Từ đây và mãi về sau tổ chức chương trình lễ lọc tu, Phật tử gì chùa cúng dường là bỏ thùng tam bảo hết. Không có bao giờ mà gặp những đức mà đưa tiền. Nó dị ứng cái chỗ đông người lắm nghe. Đưa tiền, đưa mà không nhận thì kỳ. Mà đưa mà lụm, nó quay phim lại cái, nó vớt một cái. Thầy Nhận Đức trở thành thầy Nhận Đực. Tiêu luôn. Thấy không? Ôi vị ơi, để Nhận Đức yên nuôi với bà già. Ngàn mấy trăm bà đó chứ không phải chuyện giỡn đâu chàng. Thôi vậy là được rồi, thấy cuộc đời mình vậy là cũng ưu ái lắm, một phiên ảnh gì, đợi sau này tôi chết đi hả làm. Nhưng Đức nói với cô đi, Đức nói cô cố gắng đợi đi, tới nào thì những Đức chết đi cô làm. Nó tờ con với thầy tuổi tác bằng nhau, thầy chết chứ con cũng sống, nội mới sợ. Nó thì có gì cô di chúc lại cho con trai cô á. Nó sau này mà thầy Đức với mẹ mà chết hết á, thì con nhớ làm tập phim cho thầy Đức nghe không? Đây là nguyện của mẹ, cô để là di chúc cho nó. Chứ bây giờ mà còn sống này mà làm kẹt lắm cô ơi. Đúng không? Thôi yên đi là chắc nhất. Quý vị nhớ tín nguyện niệm Phật nha quý vị. Quyết chí đời này phải về cực lạc quý vị ơi. Đúng không? Bây giờ trong lòng đang buồn phiền ai buông xuống nghe quý vị. Đúng không? Nhớ một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nghe quý vị. Cười là bổ nhất nghe. Rồi chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Tối nay ngủ ngon nha. A Di Đà Phật.